Đoạn văn tả cái cặp sách của em ngắn gọn. Nội dung như sau. Em có cái cặp sách rất xinh xắn. Em rất trân trọng vì đó là quà tặng mà ông nội đã tặng cho em. Chiếc cặp sách bằng da màu hồng có hai ngăn vuông vắn, một ngăn to và một ngăn nhỏ. Ngăn to em để sách giáo khoa, ngăn nhỏ em để vở và tập giấy làm bài kiểm tra. Ngoài ra, chiếc cặp còn có một ngăn phụ, em để hộp bút và các thứ lặt vặt khác. Hai mặt trước và sau chiếc cặp được trang trí đẹp. Mặt sau là hình ảnh một bầy chim đậu trên cành hoa rực rỡ, có con rỉa lông, có con hót. Mặt trước là hình ảnh ba bạn học sinh, mắt đen láy, môi hồng, tóc cài nơ, mặc váy xanh đang cùng nhau đi học. Bạn nào cũng khoác ba lô sau vai. Cái cặp sách là gia tài của em. Nó đã mang nhiều điểm 10 về giúp em, để em khoe với ông bà và bố mẹ. Nó là người bạn thân thiết của em.